vài ngày vợ chưa hề lo. Vậy mà từng đêm anh nhớ em thao thức, chờ đợi em về trong nao nức. Với em anh chưa hề hao sức, bởi khi bên em con tôi anh luôn đạo rằng khi em về anh sẽ làm những món mà em thích, và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nè. Đêm đó hai ta đừng ngủ hay thức nhé, hãy kể cho nhau những câu chuyện để cùng nghe. Hãy ôm anh ở đằng sau xe, anh sẽ dẫn em đi đến những hàng quán ngon mà anh từng ghé. Nhưng giờ anh muốn biết một điều là khi nào em về. Anh nơi đây ôm nỗi nhớ em mỗi ngày, em nơi đâu sao anh không thấy, chẳng biết em nhớ về anh không đây. Xa em anh chẳng thấy như ngược chắc tay. Yeah. Nếu nỗi nhớ của anh được tính bằng tiền thì anh có thể mua cả thế giới này. Ước gì cũng có thể tới đây và cùng anh nhấm nháp ly rượu tây. Thực sự là anh nhớ em lắm. Những cái cách em gần từ hôn như đây khiến cho con thì ở phải xây đắp mà những lần chúng ta cùng tay nắm làm cho anh suy nghĩ xa xăm. Anh muốn biết là khi nào em sẽ về. Anh vẫn đang chờ đây thôi. Cảm xúc của anh thật tệ trong đêm tối này, thật là đơn côi. Đã lâu rồi anh chưa mua cho em thứ gì phải không? Hay lâu rồi anh chưa ngồi bên em tâm sự trải lòng, và rồi chưa có từng muốn ăn từng ly nước mà anh đã đem. Giờ sao tin nhắn anh gửi chị hiện chưa đã xem. Em giờ đang ở đâu? Sài Gòn đang nhớ em u sầu. Anh chờ em vào lớp thu đồng, thời gian sao trôi đi thật lâu. Nỗi nhớ anh đã có cất sâu, không biết liệu ai sẽ hiểu thấu. Anh không thể vui khi thiếu nhau, khi về nhớ nhắn anh một câu.